Trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 25 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 tại 7 địa phương gồm Quế Phong, thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Đô Lương, Tương Dương và Nam Đàn. Trong đó thì có 4 ca cộng đồng ở thành phố Vinh và Nam Đàn. 21 ca đã được cách ly từ trước gồm 2 ca trong khu phong tỏa, 19 ca từ các tỉnh miền Nam trở về. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.135 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là 1.893 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 223 bệnh nhân.